Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách và bài tập của môn toán lớp 4 Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4 tập 2 Bài 96 Thì bài hôm nay là bài phân số Các em cùng tìm hiểu về phân số Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ Và các em quan sát hình vẽ như sau Ở đây chúng ta có Một hình chữ nhật Được chia thành 1, 2, 3, 4, 5 Chia thành 5 phần bằng nhau Và người ta đã tô đậm Là 3 phần Như vậy ở đây Các em viết phân số chỉ phần Đã tô đậm ở trong hình thì các em sẽ có phân số là 3 phần 5. Tức là 3 phần được tô động trong tổng số là 5 phần bằng nhau. Như vậy các em có phân số là 3 phần 5. Phân số 3 phần 5 có tử số là 3, mẫu số là 5. Số ở trên được gọi là tử số, Số ở dưới gọi là mẫu số, tử số và mẫu số được phân cách nhau bởi dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang các em đọc là phần 3 phần 5. Và cụ thể ở đây, 3 phần được tô đậm trong tổng số 5 phần bằng nhau. Tức là hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau. Các em tô đậm 3 phần, như vậy các em có phần số 3 phần 5. Tiếp theo, các em quan sát hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau. Trong đó người ta tô đậm 6 phần. Như vậy ở đây, các em viết phân số chỉ phần đã tô đậm, tức là 6 phần tô đậm trong tổng số 8 phần. Do đó các em có phân số là 6 phần 8. Phân số 6 phần 8 có tử số là 6, mẫu số là 8. Các em đọc là 6 phần 8 Tiếp tục Chúng ta có hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau Trong đó người ta tô đậm 5 phần Như vậy các em sẽ có phần số 5 phần 9 5 phần được tô đậm trong tổng số 9 phần bằng nhau Như vậy các em có phần số 5 phần 9 Phân số 5 phần 9 có tử số là 5, mẫu số là 9, các em đọc là 5 phần 9. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, viết cách đọc, phân số, rồi tô màu theo mẫu. Ở đây nó có hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau, trong đó người ta tô đậm 4 phần. Như vậy các em có phân số 4 phần 6 4 phần 6 Hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau Tô đậm 4 phần Như vậy các em có phân số 4 phần 6 4 phần được tô đậm trong tổng số 6 phần 4 là tử số 6 là mẫu số Các em đọc là 4 phần 6 Tiếp theo, các em quan sát hình thứ hai. Hình thứ hai ở đây người ta viết cho chúng ta phân số là 7 phần 10. Thì đầu tiên các em viết cách đọc phân số đã. 7 phần 10 các em đọc là 7 phần 10. 7 phần 10 thì đầu tiên các em đếm xem. Trong hình thứ hai này có tất cả là bao nhiêu hình tròn. Ở đây trong hình thứ hai có tất cả là 10 hình tròn. 10 hình tròn các em chia làm 10 phần bằng nhau Các em lấy 7 phần Như vậy các em sẽ có 7 phần 10 Thì 10 hình tròn mà chia thành 10 phần bằng nhau Như vậy mỗi phần là một hình tròn 7 phần 10 Các em sẽ có 7 hình tròn Các em tô đậm 7 hình tròn Như vậy ở đây các em tô đậm 7, 7 hình tròn Tức là 7 hình tròn được tô đậm trong tổng số là 10 hình tròn các em có phân số 7 phần 10 và đọc là 7 phần 10. Tiếp tục ở đây sang hình thứ 3. Các em có phân số là 5 phần 8. Ở đây chúng ta có hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau, mỗi phần là một ô vuông. Như vậy chúng ta có 8 ô vuông. 8 ô vuông này các em chia thành 8 phần, thì mỗi phần là một ô vuông. Bây giờ các em tô, các em tô 5 phần, năm phần này chính là năm ô vuông. Thì đầu tiên các em đọc phân số là 5 phần 8, sau đó các em tô 5 ô vuông trong tổng số là 8 ô vuông bằng nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là các em đã tô màu 5 phần 8. Tiếp tục các em sang hình tiếp theo. Ở hình này người ta cho chúng ta phân số là 9 phần 12. 9 phần 12 Đầu tiên em đọc phân số này là 9 phần 12. Bây giờ các em quan sát xem trong hình chữ nhật trên người ta chia thành mấy phần bằng nhau? 1 2 3, 1 2 3 4, 3 x 4 là 12. Như vậy hình chữ nhật được chia thành 12 phần bằng nhau. Mỗi phần là một ô vuông. Bây giờ chúng ta có tất cả là 12 ô vuông. 12 ô vuông các em chia làm 12 phần thì mỗi phần là một ô vuông. Ở đây chúng ta có 9 phần 12, tức là các em tô màu 9 ô vuông trong tổng số 12 ô vuông. Như vậy là các em đã tô màu 9 phần 12, tức là các em tô màu 9 ô vuông trong tổng số là 12 ô vuông. Tiếp theo ở đây, sang hình tiếp theo, Người ta cho chúng ta phân số là 1 phần 3 Và đầu tiên các em đọc là 1 phần 3 Bây giờ các em đếm xem Trong hình chữ nhật ở trên Có tất cả là mấy ô vuông Mấy ô vuông bằng nhau Ở đây hình chữ nhật có tất cả là 12 ô vuông bằng nhau Bây giờ các em lấy 12 ô vuông Các em chia làm 3 phần bằng nhau Thì mỗi phần là mấy ô vuông có tất cả là 12 ô vuông Chia làm 3 phần Chia làm 3 phần bằng nhau Mỗi phần sẽ có là 12 chia 3 bằng 4 ô vuông Mỗi phần có 12 chia 3 bằng 4 ô vuông Như vậy Các em tô màu 1 phần 3 Tức là tô màu 4 ô vuông Tô màu 4 ô vuông Như vậy là các em đã tô màu 1 phần 3 Như vậy ở đây các em có thể viết là 1 phần 3 bằng 4 phần 12 không Thì các em có thể hoàn toàn viết được là 1 phần 3 bằng 4 phần 12 4 phần 12 có nghĩa là trong tổng số 12 ô vuông Các em tô màu 4 ô vuông Tức là 12 phần các em tô màu 4 phần Các em có phần số 4 phần 12 Như vậy là chúng ta sẽ có 1 phần 3 bằng 4 phần 12 Thì cái này các em sẽ học ở các bài sau Về tính chất của phân số Tức là các em không cần phải vẽ hình mà các em cũng biết được là 1 phần 3 bằng 4 phần 12. Các em sang hình tiếp theo. Ở đây người ta cho chúng ta phân số là 1 phần 4. Và các em đọc là 1 phần 4. Tử số là 1, mẫu số là 4. Các em đọc là 1 phần 4. Thì đầu tiên các em đếm xem ở hình bên có tất cả là bao nhiêu phần bằng nhau. Ở hình bên có tất cả là 12 phần bằng nhau, mỗi phần là một ô vuông. Như vậy đầu tiên các em lấy 12 ô vuông. Các em có 12 ô vuông. Các em chia làm 4 phần. Thì mỗi phần sẽ có là 12 chia 4 bằng 3 ô vuông. Mỗi phần có 3 ô vuông. 12 ô vuông chia làm 4 phần, mỗi phần có 3 ô vuông. Như vậy các em tô màu 1/4, 1/4, tức là các em tô màu 3 ô vuông Tô màu 3 ô vuông Như vậy các em đã tô màu được 1 phần 4 Thì ở đây các em có thể viết là 1 phần 4 Bằng 3 phần 12 hay không Ở đây các em hoàn toàn có thể viết 1 phần 4 bằng 3 phần 12 Bởi vì theo cách khác thì ở đây chúng ta có tất cả là 12 ô vuông Và được tô màu 3 ô vuông Tức là 3 phần 12 Như vậy là các em có 1 phần 4 bằng 3 phần 12 Thì ở đây Viết 1 phần 4 bằng 3 phần 12 Tại sao viết 1 phần 4 bằng 3 phần 12 Mà không cần phải vẽ hình Thì các em sẽ học ở các bài sau Tiếp theo các em sang bài tập số 3 Viết vào ô trống theo mẫu Ở đây nó có một bảng Gồm hai cột, cột viết và cột đọc Đầu tiên cột viết, người ta viết phân số 7 phần 9 Các em đọc là 7 phần 9 Tiếp theo, người ta viết phân số 6 phần 11 Thì các em sẽ đọc là 6 phần 11 6/11, 6 là tử số, 11 là mẫu số. Ở trên là 7 là tử số, 9 là mẫu số. Các em sang bảng thứ hai. Ở đây chúng ta cũng có hai cột là cột viết và cột đọc. Thì ở cột đọc người ta đọc là 5/12. Như vậy các em sẽ viết là tử số là là 5 và mẫu số là 12. 5/12. Tiếp theo ở cột đọc người ta đọc là 4/15. Như vậy các em sẽ viết phân số có tử số là 4 và mẫu số là 15. Tiếp tục các em sang bài tập số 4, viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0 và bé hơn mẫu số. Như vậy ở đây bài toán yêu cầu các em viết các phân số các phân số có mẫu số là 5. Tử số lớn hơn 0 và bé hơn 5. Cho nên tử số sẽ là một trong các số 1, 2, 3, 4. Như vậy các em có thể viết các phân số thỏa mãn yêu cầu của bài toán như sau. Đầu tiên các em lấy phân số có tử số là 1 thì em sẽ có phân số 1/5. Phân số thứ hai có tử số là 2, mẫu số là 5. Các em có phân số 2/5. Phân số thứ ba có tử số là 3, mẫu số là 5. em có phân số là 3/5. Phân số thứ tư có tử số là 4, mẫu số là 5. em có phân số là 4/5. thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhớ nhấn vào biểu tượng hình ghi chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp